Jack the Ripper, kẻ sát nhân bí ẩn của London. Khi nhắc đến những kẻ sát nhân nổi tiếng nhất trong lịch sử, cái tên Jack the Ripper luôn xuất hiện với sự bí ẩn và ám ảnh không thể nào quên. Vụ án diễn ra vào cuối thế kỷ 19 tại London đã khiến cả thế giới phải giật mình trước sự tàn bạo và dã man của kẻ giết người. Với chỉ vỏn vẹn 5 nạn nhân được xác nhận, Jack the Ripper đã trở thành biểu tượng của nỗi sợ hãi, không chỉ với cư dân London mà còn với cả nhân loại. Sự bí ẩn xung quanh danh tính của hắn đã dẫn đến hàng loạt thuyết âm mưu, gợi nhớ về những điều không thể lý giải. Hãy cùng tôi khám phá về kẻ sát nhân huyền thoại này, từ những cuộc điều tra không có hồi kết đến các câu chuyện huyền bí đã và đang sống mãi trong tâm trí con người. Vậy rốt cuộc, ai là Jack the Ripper? Liệu rằng sự bí ẩn của hắn có thể giúp chúng ta hiểu rõ hơn về bản chất con người và xã hội mà chúng ta đang sống? Trước tiên, chúng ta cần phải hiểu rõ về Jack the Ripper và tầm ảnh hưởng của vụ án này. Jack the Ripper là tên được đặt cho một kẻ sát nhân chưa bao giờ bị xác định danh tính, nổi bật với các vụ giết người tàn bạo tại khu vực Whitechapel, London vào năm 1888. Những vụ án này không chỉ thu hút sự chú ý của cảnh sát mà còn của toàn bộ dư luận xã hội. Những nạn nhân như Mary Ann Nicol, Annie Chapman, Elizabeth Stride và Catherine Eddow đã trở thành biểu tượng cho nỗi đau và sự tàn nhẫn của kẻ giết người. Với cách thức giết hại tàn bạo, Jack không chỉ đơn thuần là một tên sát nhân, hắn đã tạo ra sự sợ hãi khắp London. Chúng ta có thể hình dung cảnh người dân phải khóa cửa vào ban đêm, không dám bước ra đường một mình. Sự tàn bạo của hắn không chỉ nằm ở hành vi giết người mà còn ở cách hắn thực hiện, mang tính chất của một nghệ thuật đen tối. Những vết cắt chính xác trên cơ thể nạn nhân cho thấy một sự tỉ mỉ không thể tưởng tượng nổi. Điều này đã khiến nhiều người tin rằng Jack có thể là một bác sĩ hoặc người có hiểu biết về giải phẫu. Tại sao Jack the Ripper lại thu hút sự chú ý đến vậy? Lý do đơn giản là vì hắn không chỉ là một kẻ giết người thông thường. Sự bí ẩn xung quanh danh tính của hắn đã khơi dậy sự tò mò và nỗi sợ hãi trong lòng mỗi người. Vụ án này không chỉ là một câu chuyện kinh dị, mà còn là một bài học sâu sắc về xã hội, nơi mà nghèo đói, bất công và bạo lực vẫn đang hoành hành. Khi nói về Jack the Ripper, không thể không nhắc đến các thuyết âm mưu xung quanh danh tính của hắn. Rất nhiều giả thuyết đã được đưa ra, từ việc Jack là một thành viên trong gia đình hoàng gia cho đến những nhân vật nổi tiếng khác. Một trong những giả thuyết phổ biến nhất cho rằng hắn có thể là hoàng tử Albert Victor, một nhân vật có thật trong lịch sử. Nhiều người tin rằng hoàng tử có thể đã giết những phụ nữ này để che giấu những bí mật đen tối của mình. Tuy nhiên, thiếu bằng chứng cụ thể khiến cho giả thuyết này không thể xác thực. Thêm vào đó, có ý kiến cho rằng chính quyền đã che giấu thông tin để bảo vệ hình ảnh của thành phố và đất nước. Thời điểm đó, London đang phải đối mặt với nhiều vấn đề xã hội như nghèo đói, bệnh tật và tội phạm. Việc để lộ ra sự thật về một kẻ sát nhân không thể kiểm soát có thể gây ra hoang mang và bất ổn trong xã hội. Ngoài ra, vai trò của báo chí cũng là một yếu tố quan trọng trong việc hình thành các thuyết âm mưu. Vào thời điểm đó, các tờ báo đã khai thác vụ án này để thu hút độc giả, tạo ra những câu chuyện kịch tính và không ít lần đã thổi phồng sự thật. Những bức thư gửi tới cảnh sát, chẳng hạn như bức thư Die Post, đã làm gia tăng sự tò mò và nhấn mạnh tính bí ẩn của Jack. Và cuối cùng, sự ảnh hưởng của vụ án không chỉ dừng lại ở thời điểm đó. Nỗi sợ hãi và sự ám ảnh về Jack the Ripper vẫn còn tồn tại trong tâm trí của người dân London và cả thế giới. Vụ án này đã để lại một di sản văn hóa mạnh mẽ, từ văn học đến điện ảnh, từ du lịch đến các nghiên cứu tâm lý. Nhắc đến Jack the Ripper, không thể không đề cập đến các chứng cứ và manh mối trong vụ án. Một trong những yếu tố thú vị chính là những bức thư mà Jack gửi tới cảnh sát và các tờ báo. Bức thư nổi tiếng Die Post không chỉ cho thấy tính cách tự mãn của kẻ sát nhân mà còn làm cho vụ án trở nên bí ẩn hơn. Điều này khiến mọi người cảm thấy như hắn đang chơi một trò chơi với chính quyền và báo chí. Ngoài ra, việc điều tra hiện trường vụ án cũng tạo ra nhiều nghi vấn. Các hiện trường đều cho thấy sự tỉ mỉ trong hành vi giết người của Jack. Cảnh sát đã phải đối mặt với nhiều khó khăn trong việc thu thập chứng cứ bởi nhiều hiện trường đã bị làm mất dấu hoặc bị tàn phá bởi đám đông hiếu kỳ. Ví dụ, vụ án Catherine Eddow đã gây ra một cơn sốt vì sự tàn bạo của nó và cách thức mà Jack đã sử dụng con dao, cho thấy hắn có một kiến thức nhất định về giải phẫu. Kết quả điều tra của cảnh sát cũng đầy rẫy những thiếu sót. Thời điểm đó, khoa học pháp y chưa phát triển như hiện nay, dẫn đến việc thu thập chứng cứ gặp nhiều khó khăn. Cảnh sát đã phải dựa vào lời chứng của các nhân chứng, nhưng những lời chứng này thường mâu thuẫn và không đáng tin cậy.
Chúng ta có thể lấy ví dụ từ vụ án Whitechapel, nơi nhiều nhân chứng đã khai báo về hình dáng của kẻ tình nghi, nhưng tất cả đều khác nhau, khiến việc xác định danh tính của hắn trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Cuối cùng, việc áp dụng công nghệ pháp y vào thời kỳ đó cũng rất hạn chế. Các phương pháp như phân tích DNA, kiểm tra dấu vân tay hay sử dụng máy quay an ninh không tồn tại. Chính điều này đã góp phần vào sự bí ẩn kéo dài xung quanh vụ án Jack the Ripper. Cho đến nay, hàng trăm giả thuyết đã được đưa ra, nhưng câu hỏi về danh tính của Jack vẫn chưa có lời giải đáp. Jack the Ripper không chỉ là một kẻ sát nhân, mà còn là một biểu tượng cho nỗi sợ hãi và bí ẩn của xã hội. Vụ án này đã mở ra nhiều thuyết âm mưu, từ việc che giấu thông tin của chính quyền đến sự can thiệp của các nhân vật nổi tiếng. Các chứng cứ và manh mối quanh vụ án không chỉ phản ánh sự tàn bạo của kẻ giết người mà còn cho thấy những thiếu sót trong việc điều tra. Jack the Ripper không chỉ là một kẻ sát nhân bí ẩn, mà còn là một biểu tượng văn hóa mạnh mẽ, ảnh hưởng sâu sắc đến nghệ thuật và truyền thông. Vụ án đã truyền cảm hứng cho vô số tác phẩm văn học, phim ảnh và nghệ thuật, tạo nên một huyền thoại sống động về hắn. Điều này bắt nguồn từ sự kết hợp giữa tính chất kỳ bí của vụ án và sự tàn bạo của các hành vi giết người. Nhiều tác giả nổi tiếng đã lấy Jack the Ripper làm hình mẫu cho các nhân vật phản diện trong tác phẩm của họ. Trong văn học, không thể không nhắc đến cuốn tiểu thuyết From Hell của Erland Moore, một tác phẩm kết hợp giữa lịch sử và giả tưởng, phác họa lại những vụ giết người ghê rợn của Jack. Tác phẩm này không chỉ mang đến một cái nhìn sâu sắc về tâm lý của kẻ sát nhân, mà còn phác họa bối cảnh xã hội London thời kỳ đó. Tương tự, cuốn tiểu thuyết The Name of the Rose của Umberto Eco cũng chứa đựng những yếu tố bí ẩn, làm nổi bật tính chất rùng rợn của Jack qua các biểu tượng văn hóa. Phim ảnh cũng không ngừng khai thác hình ảnh của Jack the Ripper. Nhiều bộ phim như From Hell 2001 đã mang đến những góc nhìn khác nhau về kẻ sát nhân này. Những bộ phim này không chỉ đơn thuần là những tác phẩm giải trí, mà còn là những nghiên cứu sâu sắc về sự tàn nhẫn của con người và những bí ẩn chưa được giải mã. Chúng khiến người xem cảm thấy hồi hộp, đồng thời gợi mở những câu hỏi về bản chất của ác quỷ. Huyền thoại Jack the Ripper đã thúc đẩy sự phát triển của các tour du lịch huyền bí, đưa du khách khám phá những con phố cũ kỹ của London, nơi mà kẻ sát nhân đã hoạt động. Những tour này thường giới thiệu về các hiện trường vụ án, mang lại cái nhìn gần gũi hơn với lịch sử, nhưng cũng không thiếu phần kịch tính. Du khách được nghe kể lại những câu chuyện rùng rợn, cảm nhận không khí u ám của khu vực Whitechapel, nơi mà nỗi sợ hãi từng ngự trị. Ngoài ra, các truyền thuyết và câu chuyện dân gian xung quanh Jack cũng ngày càng phong phú. Những câu chuyện này thường xuyên được kể lại trong các buổi họp mặt hay các sự kiện văn hóa, tiếp tục khơi gợi sự tò mò và nỗi sợ hãi trong lòng người dân. Bằng cách này, Jack the Ripper đã trở thành một phần không thể thiếu trong văn hóa đại chúng, không chỉ là một kẻ sát nhân mà còn là một biểu tượng cho sự bí ẩn và tội ác trong xã hội. Nhìn vào di sản mà Jack the Ripper để lại, chúng ta thấy một câu chuyện không chỉ về tội ác, mà còn về những khía cạnh sâu sắc của xã hội. Di sản này không chỉ dừng lại ở việc xác định danh tính của một kẻ sát nhân, mà còn mở ra những câu hỏi lớn về con người, đạo đức và xã hội. Vụ án đã làm nổi bật sự phân chia giữa giai cấp giàu và nghèo, những nỗi đau và bất công mà người dân Whitechapel phải chịu đựng. Sự tiếp tục của các nghiên cứu và giả thuyết về danh tính của Jack chứng tỏ rằng con người luôn có nhu cầu tìm kiếm sự thật, dù là trong những điều bí ẩn và rùng rợn nhất. Những người nghiên cứu vụ án này không chỉ nhằm mục đích xác định danh tính của kẻ sát nhân, mà còn để hiểu rõ hơn về những động cơ và bối cảnh xã hội đã dẫn đến các hành vi tội ác. Cuối cùng, bài học từ vụ án Jack the Ripper có thể được rút ra từ chính cuộc sống của chúng ta. Đó là sự cần thiết của việc hiểu biết và lắng nghe những câu chuyện của những người xung quanh. Trong một xã hội ngày càng phức tạp, việc lắng nghe và thấu hiểu những nỗi đau và bất công mà người khác phải trải qua có thể giúp chúng ta xây dựng một cộng đồng tốt đẹp hơn. Nỗi sợ hãi mà Jack the Ripper mang lại không chỉ là về sự tàn bạo mà hắn thực hiện, mà còn là nỗi sợ về việc con người có thể trở nên tàn ác đến mức nào. Chính vì vậy, việc giáo dục và nâng cao nhận thức về sự nhân đạo, lòng từ bi và tình yêu thương sẽ giúp chúng ta tránh xa những con đường tăm tối, tạo ra một tương lai tốt đẹp hơn cho chính mình và cho xã hội. Jack the Ripper đã trở thành một phần không thể thiếu trong lịch sử và văn hóa, nhưng sự ám ảnh này không nên làm chúng ta quên đi những giá trị nhân văn quan trọng mà chúng ta cần gìn giữ. Liệu rằng trong thế giới hiện đại này, chúng ta có thể tránh khỏi những tội ác tương tự, và quan trọng hơn, chúng ta có thể học được gì từ những câu chuyện rùng rợn của quá khứ?